Trời ơi, rảnh quá ha. Rồi gọi đây thổi bóng. Đang thi thổi bóng. Coi ai thổi bể trước đầu tiên. Nhưng mà thổi nó giờ muốn banh cái miệng luôn mà nó rồi, không có bể chưa? Chưa. Giờ thôi yếu quá trời luôn. Nè, em đi chợ nè. Đủ. Bữa nay cá diêu hồng. Rồi làm gì là có rau sống rồi tính làm món gì vậy? Ê, bây giờ mình chiên cá diêu hồng á mà mình để dãy giống như hồi bữa anh chiên á, với làm nước mắm mè đi. À, cá diêu hồng á là dạng chiên mà như là cái tai tượng vậy đó phải không? À, thường đúng thường rồi. Á, là ta có cá tai tượng chiên xù nhưng mà bây giờ mình ra chợ mình kiếm cá tai tượng hơi khó. Mình sử dụng con cá diêu hồng, á mỡ nó nhiều hơn. Chiên ăn ngon hơn quá tai tượng luôn. Đúng rồi. Hồi bữa anh chiên ngon quá. Ừ. Nhưng mà cái cách chiên á làm sao mà nó ngon mới quan trọng. Đâu sẵn chỉ em làm ơi. Ok, bây giờ mình á là đầu tiên là kiếm mà muốn mà chiên cá điều hồng phải có con cá điều hồng trước. À, con này còn sống hả Liên không? Còn, em mới mua đó. Đâu? Rồi, con cá. Cái này mình rửa ra đi ha. Con kỹ quá, thiệt kỹ luôn. Kỹ đây, mình phải có cái cách rửa nha, chứ không phải là rửa bình thường được nha. Ê, con này bự nè, con này muốn bặn cá tưởng tượng luôn, thấy không? Wow. Đó, bây giờ mình sẽ là tiến hành mình đi rửa làm sao cho nó ngon nữa. Đâu sẵn chỉ luôn anh. Chứ bình thường mà em đem vậy mà em bỏ vô chiên là tanh gịch luôn á. Ai biết đâu, rửa cho sạch là được rồi, em đâu biết đâu. Rồi ok, đi ra đây để em chỉ cho cái cách mà rửa luôn. Rồi, rửa này đơn giản lắm. Bởi vì nghe Liên Ngô nói đem cá về là chuẩn bị sẵn đồ liền. Rồi. Có gỗ chưa? Chưa có gỗ thao. Rồi lấy kéo luôn. Rồi, để mình chỉ cho cả nhà mình cái cách mà để nói chung là làm một con cá làm sao cho ngon nha. Đó, con cá mình khá là to nha cả nhà. Mình rửa cái này á là mình phải sử dụng là có muối và chanh nha cả nhà. Đó, chứ đừng có rửa không nha. Đây mình để ít muối vô, biết sao không, đặng cho là cái nhớt con cá nó ra hết trơn toàn bộ. Tẩy nhớt ha. Đúng rồi, muối tẩy nhớt. Và mình có một là chanh, còn hai là hạnh. Mình đặng vô đây là khoảng 3 trái hạnh, còn chanh á thì mình đặng 1 trái. Đó, vậy á, chút xíu á là ăn con cá nó không bị tanh. Còn mà bình thường mà mình không biết ha, ăn đi. Chiên chưa xong ăn tanh gịch. Chứ thường thường em rửa sạch chỗ nào thì sạch, nó cũng còn nhớt nha. Đúng rồi. Trời, nói chung là mình để mình chỉ cho cả nhà mình cái mẹo mà nấu ăn làm sao cho ngon ngon mốt biết sao. Tết á. Trời, Tết làm món này cái ăn hết sảy nha. Tết mà ăn ai mà ăn thịt cá nữa. Trời, nói chung là thịt cá ngán lắm rồi. Đúng rồi, mình phải làm cá là mình phải chế biến món này món nọ. Còn thịt heo là ai đâu ăn trong ngày Tết. Đây, mình xả miếng nước ra. Đó, phải một ít nước vậy nè, mình quậy lên cho đều. Đó, mà nãy họng nó ra, rửa trong họng trong này nó ra. Cho nó sạch ba thức ăn, thức gì ra hết trơn nha. Đó, rửa mấy cái mang cái này ra hết trơn, toàn bộ. Đó, thấy không? Đó, mình trong khúc mình xử lý cho nó đai thì mình không quay được. Quay mấy cầm nó bị vi phạm nha, cả nhà. Nó đai. Nó đai là nó chết đó, phải không? Đúng rồi, nó đai là chết. Rồi, xong, mình sẽ bỏ vô nước muối nè, mình rửa ra. Đó, cả nhà thấy không? Bỏ vô cái này nè, rửa. Bây giờ Liên Ngô vịn cá thử đây, chùi thử đây. Tôi là như nó gích lại luôn nha. Đó, lúc này là ăn cá nó sạch, nó gích lại rồi đó cả nhà. Mình phải ngâm với nước muối mới được. Đây, rồi bây giờ mình sẽ mẫu mình lấy cái ruột nó ra. Nhầm khi là mình chiên xù á mà mình chiên mà cái ở trong bụng, nhầm khi nó có cái này có nọ nữa. Ăn lại mệt nữa. Ăn lại. Cả nhà mà sử dụng nước muối với chanh với hạnh gì đi, bảo đảm gờ lên cá gích kịch à. Đây, mình cầm cá nè, thấy gờ thử ai. Hết nhớt luôn. Không còn miếng nhớt luôn, bảo đảm cả nhà. Hay đó. Vậy á mình chiên mới ngon. Đây, con cá mình đã làm xong rồi nè. Rồi Phạm đem ra trước đi để mình chuẩn bị mình chiên. Sẽ tiến hành mình chiên nha cả nhà. Chiên á là chiên con cá nè mà nó rất là dễ là dặn dầu nha. Tại vì đúng con rồi. Cá mà nó còn ướt, thường thường mình phải để cho nó khô lại. Muốn mà chiên không dính dầu á mình bỏ vô đây một nhúp muối nè cả nhà. Đây, bỏ những muối hột vô trước nha. Rang trước. Rang cho nó khô lại giùm mình. Để cái chảo cho nó nóng việc nóng rồi để muối vô rồi rang sơ sơ vậy nè. Biết chưa em? Đặng chút xíu á là cái muối nè, có nước xuống là cái muối nó sẽ kìm lại, nó không có bị văng. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đổ dầu vô nha. Có muối vô á là chút xíu giờ là để cá vô nó xèo xèo à, nó không có văng. Chiên cái này á là mình phải để dầu nhiều nhiều nha cả nhà. Đây, nói chung cũng bộn bộn dầu đó. Mình chờ cho nó nóng lên đi. Cả nhà thấy không? Có muối vô chút xíu mình sẽ để con cá nó không bị xèo. Nhưng mà cái này là em phải để dầu cho nóng rồi mới để cá vô được. Chứ mà còn để dầu nguội để cá vô á là cái nó dãy nó bị chai, nó không ngon. Đúng rồi. Trong lúc chiên á là mình chuẩn bị cái giá, mình sẽ xối liên tục làm lấy cái giá thôi em ơi. Trời hay ta. Chiên cá mình phải có kỹ thuật nọ mới được chứ. Chứ phải bỏ vô mình chiên đây là chiên ha. Đâu có đâu. Bây giờ mình phải canh dầu làm sao mà cho nó vừa nha cả nhà. Cái cách canh dầu mà nó nóng hay chưa rất là đơn giản, mình để cái đũa nè. Để cái đũa mà cái đũa không sôi nè ha, là dầu rồi. Chưa nè. Còn mình để cái đũa vô mà nó sôi lên liền á là dầu nó nóng rồi. Đủ độ nóng ha. Đúng rồi, đủ độ nóng là để đũa vô sôi. Đây đây. Trời chút xíu dầu cũng mau sôi.
Phút nè thì Ly Ngô đi ra chỗ khác nha, đứng lên đi. Biết sao không, nhầm khi con cá mình nó còn sống á, nhớ nha, cái con cá nào phải là cho nó chết hẳn luôn mới được nha. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi đó, nè cá nhà để nè, thấy không, để đũa vô lại sôi liền nè. Nè nhớ đũa cay nha, đây, để đũa vô lại sôi lên liền nè. Đó, là dầu đã chín rồi, mình sẽ tiến hành để cá làm sao cho nó ngon nữa, mới quan trọng nha. Đây, đó, mình để cá là mình phải để cái đuôi xuống trước. Đây, để cái đuôi xuống trước nè, đó, cho nó quạt qua quạt lại nè, tránh trường hợp biết sao không? Chút xíu là cái đuôi nó bị dính lên trên nè. Đó, để vô. Đó. Cả nhà thấy không? Đó, cái mình á mà để mà muối ở xuống dưới á làm dầu nó cứ sôi dữ hoài nè, nó không có bị cái tình trạng mà em đâu thấy bị gì đâu. Ừ, nó không có văng. Để trường hợp á là rất là nhiều người á là làm nó bị văng. Dạ. Đó. Thì như vậy á, cả nhà thấy không? Đưa vô là dãy nè, nó co lại liền, chút xíu nó sẽ bong lên. Đây mình lấy dầu mình tưới liên tục. Cá điêu hồng cái gì á là nó ngon hơn cá tê tượng luôn á, con cá tê tượng á nó không có mỡ. Dạ. Con cái điêu hồng nó mỡ nó nhiều, nó ngon hơn. Tại vì mình thích ăn béo anh. Đúng rồi, tại vì mình thích ăn béo thôi. Dạ. Thì lúc này á là mình chuẩn bị rau, mình lặt rau nè. Với cái này mình ăn với nước mắm me. Bữa hổm mình có chỉ cả nhà mình cái công thức mà chấm nước làm nước mắm me thằng thắng rồi. Dạ. Cả nhà có thể là tham khảo. Bữa nay mình chỉ chiên cá thôi. Đó. Đó. Thấy im chưa? Thấy bỏ muối ở dưới là để vô ca là mỡ không văng miếng nào thấy không? Đúng rồi. Nó đây là một cái mẹo mà để là không văng dầu luôn đó. Cái này mấy chị em mà sợ mà chiên á mình có thể làm theo cách anh thức nha. Đúng rồi. Mình xối liên tục nha. Cái lúc này mình để lửa lớn luôn nha cả nhà. Đó, tại mình chiên dầu nhiều mà. Cả nhà thấy chưa nè, đây đây đây, cả nhà thấy không? Mình xối lên nè, vẫn dãy dãy ra đi không? Đúng rồi, nó chắc chắc lên. Đó, nó phì lên luôn. Nhớ nha, phải múc mình xối vậy nè, cái dãy nó mới phì lên được. Đó, cả nhà thấy chưa? Cái này là y như là làm cá sối mỡ vậy đó. Đó, Liên Ngô thấy, à. Thấy bông dãy lên chưa Liên Ngô nè. Wow. Cái phần này là bông hết trơn nè. Đó, để mình thổi vài cái nó là tự bông lên hết trơn luôn. Vậy cái dãy nó mới giòn, nó mới ngon. Ừ. Đây, cái đuôi hồi nãy mình đã tẩm dầu trước rồi nè. Để không cái đuôi mà không tẩm dầu nghe, chút xíu mà đưa lên đây lại dính trên đây liền. Đúng rồi. Bởi vì mình chiên cá mình phải để cái đuôi xuống trước. Em để ý nhiều khi em cũng chiên nó cũng dính trên đó. Đó, cả nhà thấy dãy chưa? Đó, chút xíu nó vàng lại là ok rồi đó. Mình vừa chiên mình vừa xối vậy nè cả nhà. Đi ngồi thấy ra cái da nó phồng wow. lên chưa? Đó, mình chưa trở bề nữa mà da nó phồng rồi. Giống nhà đó. Hàng rồi đó anh thích. Đó, và cái thứ hai là cái đuôi mình để vô trước á, lúc nào nó cũng cứng lại nó dẫn lên nè. Còn thôi chiên nó bị gãy đuôi nó không có đẹp. Nói chung cái đuôi thì ăn không được nhiều nhưng mà nó phải đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ chở bề nha cả nhà. Mình thấy á, mà cá mà nó chín rồi á, à, vàng mặt dưới rồi mình sẽ chở bề. Wow. Đó. Đây cả nhà thấy chưa? Đó. Cái chảo này thấy hơi nó hơi nhỏ. Hơi nhỏ này. À, cái đuôi nó đẹp không? Con cá hơi bự hơn cái chảo đúng không? Con cá bự hơn cái chảo. Cả nhà thấy chưa? Ngon chưa? Wow. Rồi, nhìn nè, da gọn rụm rụm luôn. À, giống chút xíu mình chờ chín rồi á, đó là mình sẽ tiến hành bỏ vô dĩa là mình ăn thôi. Đây em đang làm mắm me mình á thì đơn giản, mới đầu mình sẽ sử dụng hai trái ớt nha, đó mình cắt ra. Liên Ngô học công thức là mốt á là làm nước mắm me thần thánh, ai ăn cũng mê ai ăn cũng khoái chân đó. Đó, đây hai trái ớt mình canh á là khoảng 3 muỗng me nha cả nhà. Đây, đó cỡ là 3 muỗng me này nè. Miếng nữa nha, cho nó chua chua mới ngon. Chủ yếu ăn cái nào là phải chua chua mới ngon. Rồi mình đổ ra, mình lấy nước sôi á cả nhà. Đó, mình dặm me ra. 1 2 3 4 muỗng. Đây đặng biết sao mình dặm me cho nó ra, cho nó thơm. À, nhiều người á thì người ta muốn lược me thì cũng lược được luôn. Dạ. Nhưng mà mình ở đây mình không có lược, mình dặm ra thôi. Tại có nước sôi nè, me nó sẽ ra không? Đó, rồi mình niêm gia vị, mình quậy lên là đều à. Đó, me bây giờ bắt đầu ra đó. Mình bỏ vô đây là 3 muỗng tương ớt nha cả nhà. Rồi, 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng. Màu đẹp nha. Đúng rồi, đó, mình trộn lên là nhìn màu đẹp lại liền, thấy chưa? Rồi, mình bỏ vô đây là 3 muỗng nước mắm. Nước mắm me là phải có nước mắm nha. 1 2 3 giống nhà hàng lắm rồi đó, giống nhà hàng rồi đó. Đây mình bỏ vô đây là khoảng 3 muỗng đường nha. Rồi. Chua chua ngọt ngọt. 1 cái cây 2 3 do muỗng nhỏ thì mình thêm 1 muỗng nữa.
Đó, chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Mặn mặn. Rồi, mình vậy nó chấm mèo mèo lên nè, cả nhà thấy chưa? Đó, mình để hộp luôn đi, có gì mình nút hộp cho nó im, cho nó thơm. À, Liên ơi, chuẩn bị ra sắp xong chưa? Đây, em xong, xong rồi. Xong là cá xong luôn đó. Đây là nước mắm me thần thánh của mình nha cả nhà, chấm được mọi thứ luôn. À, nước mắm me mình đừng để bột ngọt nha, để bột ngọt cũng đục ngầu à. Mình để đường thôi. Trời ơi. À, Liên ngon thử ơi, Liên ngon chưa? Quá. Wow. Im chưa, im chưa? Hấp dẫn quá gì. Hấp dẫn chưa? À, thử miếng ai, miếng thử ai vừa ăn chưa? Cay cay, chua chua, ngọt ngọt. Mình làm nước mắm me xong là cá cũng chín luôn rồi cả nhà. Cây cây, bây giờ mình sẽ vớt cá ra. Rồi, ok, mình vớt cá để ra dĩa nha. Rồi, mình nhóm coi thử ơi, mặt dưới sao rồi, mặt dưới nó sẽ mau chín hơn. Biết tại sao không? Hồi nãy mình đã có chan rồi, chan dầu rồi. Đó, bây giờ mình sẽ gạo cá lên. Rồi, ok, cả nhà thấy chưa? Đó, mình sẽ để lên dĩa. Wow. Wow, thấy giống nhà hàng chưa? Ở nhà đó, sao cái con cá mình hoàn thành, thấy ngon chưa? Đó, mượn rửa ơi, mượn rửa ơi. Để em lật cái bề này cho cả nhà mình coi luôn. Hai bề đây không? Đó, đây một bề nữa nè. Đó, trời, cái bề này mới ngon nè, thấy không? À, cái bề này ở lúc nào nó cũng ngon hơn mình kia. Dạ. Tại vì sao? Đại nãy mình đã có chế dầu lên rồi. Đó, mình hất dầu lên. Đây, bây giờ mình sẽ... Rồi, cả nhà nghe tiếng chưa? Đây. Trời ơi, dãy nó giòn nè. Đó. Trời. Ngon chưa? Đây, mình xin phép ba cả nhà mời miếng nha, chấm một miếng mắm me thần thánh nè. Cái này là mình múc ra chén mỗi người một miếng. Dạ. Ra Liên ơi múc ra đi. Trời hấp dẫn đi trời. Ngon có cái gạo dẫy nó giòn khấu luôn á. Ngon nè. Ngon. Ăn thêm miếng rau. Cái này là mà có thùng bia nữa là tới tay bà hai luôn. Phạm chắc đi mua bia gì em thấy. Phạm mua bia hay rồi, mất cái à. Đây, rồi. Nè, nó chấm của anh nè. Hả? Ăn thử đi anh. Quá. Cảm nhận gì không? Nè Liên không? Sao? Thì mà. Ngon. Con cá tự tượng không đổi được đâu nha. Đây, đó, đây nè Liên không? Để rẻ cho nè. Wow. Miếng bự bự mới ngon nè. Chấm này êm à. Sao, sao, sao? Nó gợp gợp vô miệng luôn phải không? Đây, mình nhai cái da cho cả nhà coi. Êm à. Giòn quá ta. Chiên cái hầm dở giòn. Mà bảo đảm với cả nhà luôn, từ đầu tới cuối không văng dù chỉ một miếng dầu. Đúng rồi. Do mình có để muối dưới rồi. Ừ, thấy cách này hay ha. Đúng rồi. Mình làm cái gì mình phải có mẹo. Muốn ăn cá này á, là mình phải đây. Mình vẽ miếng thịt vậy nè. Đó, để chỉ cho cái cách cho Liên Ngô ăn. Đó, vẽ miếng thịt bỏ vô đây nè. Đó, cho thêm một miếng dưa leo. Đó, cho thêm một miếng rau. Cái gói lại. Đó, chấm vào mắm me. Đây mắm me thần thánh nè cả nhà, sạch sạch thấy không? Hừng hừng. Chấm với nước mắm mặn nhưng mà làm cái mắm me này chấm cũng lạ miệng hết ta. Cũng ngon á. Wow. Nó sẽ ngon không? Dạ. Quá ngon đó. Rồi đó. Quá đã. Thì Tết này cả nhà có về làm theo món này của mình. Có Liên ngon nhớ nha. Dạ. Tết làm theo món này. Bảo đảm. Nhanh gọn lẹ. Nhanh gọn lẹ. Trong vòng khoảng 15 phút là có cá. Dạ. Ngon á. Em chưa, em chưa. Rồi, với cả nhà thấy clip mình có hay quá đó. Nhớ bấm đăng ký subscribe đến cái kênh ủng hộ mình. Bấm vô nút đăng ký đỏ đỏ bên dưới đó cả nhà. Đó, mà mình sẽ ra những video đặt cả nhà xem đầu tiên.